Trước khi hướng dẫn làm hai bạn gà này thì mình sẽ nói về phổ bóng và phổ mờ. Có nhiều bạn hỏi là khi nào thì mình sẽ quét ra cái này. Thì lúc mà mình làm xong và cái sản phẩm của mình đã khô thì mình mới nên quét. Tại vì sao? Bởi vì nếu như mình vừa làm xong mà mình quét liền á thì nó sẽ rất là lâu khô. Và khi phủ thì mình sẽ phủ kín như thế này thì nó sẽ đảm bảo là mình sẽ chống nước hoàn toàn hơn. Là ví dụ ha, mình cũng nếu mà nó dơ thì mình cũng có thể bỏ xuống nước mình lau chùi. Hoặc là nhiều khi nó dính màu thì mình cũng có thể là mình lấy cồn mình lau thì cũng không có sao cả. Rồi, về nặn cái móc khóa thì mình chỉ cần sử dụng loại 2 như thế này thôi. Thì mới đầu tiên mình học đất sét á, mình thấy người ta nặn được nhiều thứ đẹp lắm, mình cũng ham lắm đó. Nhưng mà mình phải nặn từ những cái hình khối trước. Ví dụ như những cái con gà, con vịt này mình cảm thấy nó rất là dễ này. Bởi vì nó chỉ đơn giản là nặn một cái hình khối như thế này thôi. Và lưu ý lúc mà mình bỏ màu mình làm như thế này thì mình không phải nhào đi nhào lại cho nó quá lâu đâu. Bởi vì mà bạn nhào đi nhào lại quá lâu thì nó sẽ bị khô và lúc làm nó sẽ bị nứt. Nếu như tay bạn mà bị khô hoặc là mới sử dụng nước xong giống như mình như này thì mình nên bôi một cái lớp Vaseline để làm cho đất sét nó không có bị dính vào tay và khó làm ha. Khi mà bắt đầu mới tập nặn đất sét như thế này này thì các bạn nên làm những cái con vật nó chỉ có một cái hình khối như thế này. Còn những cái chi tiết nhỏ này là mình thêm thắt vào cho nó dễ thương thôi. Mới đầu tập làm thông thường các bạn hay sợ tiếc là đất sét á, nên là các bạn sẽ nhéo ra một cục nhỏ xíu xong mình làm không được cái bóp đi bóp lại, nhào đi nhào lại. Và trong quá trình làm như vậy là đất sét nó khô, đến khi mà mình làm thành phẩm rồi nó nứt toác luôn. Thôi kệ, mới đầu mình xác định mình học thì mình sẽ làm con vật nó to to một xíu. Bởi vì những cái chi tiết nhỏ như thế này này, mình mới làm thì mình rất là khó điều khiển được cái tay mình để làm những cái chi tiết nhỏ. Và cái chi tiết này nó cũng không được nhỏ lắm đâu, có những cái chi tiết nó còn ghê hơn nữa, là mình phải sử dụng dụng cụ để hỗ trợ. Thực ra thì khi chúng ta làm bất cứ việc gì, kể cả nặn đất sét, thì mỗi người chúng ta sẽ có một cái năng khiếu và khả năng khác nhau. Thế nên là những cái bạn học viên mà đã từng học qua với mình thì chắc là sẽ hiểu là mỗi bạn mà đến đây thì mình sẽ đưa cho một cục đất sét và các bạn sẽ nặn một vật mình yêu cầu. Và thông qua cái vật đó là mình biết khả năng của các bạn tới đâu để mình hướng dẫn. Và chính vì như thế nên một lớp của mình không thể nào quá đông được. Chỉ có thể là từ 3 đến 4 người là nhiều nhất thôi. Còn với những bạn mà thực sự không có năng khiếu mà lại có đam mê ấy, thì nhiều khi lại phải kèm riêng, kèm một một. Với những bạn mà có năng khiếu, có đam mê thì theo dõi những cái video mà làm những cái cơ bản nhất như thế này của mình ấy, thì mình tin chắc là các bạn cũng đã làm được rồi nữa. Đất sét này nó không có quá khó giống như bạn suy nghĩ đâu, chỉ cần bạn chịu khó thôi. Và khi mà nặn đất sét như thế này thì là các bạn sẽ phát hiện ra mỗi người chúng ta sẽ có một sở trường nặn khác nhau, nên là đừng có lo sợ vì tưởng rằng mình không có năng khiếu.